Hoan hỷ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, vận may bùng nổ, tháng 7 âm lịch 2024, chúng lớn đổi đời, tiền bạc chất cao như núi, an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, nhắc để bản mệnh nhớ rằng, khi bản mệnh làm lại từ đầu, không có nghĩa rằng bản mệnh làm lại từ con số 0, hay bết bát hơn là từ con số âm. Nó có nghĩa rằng, bản mệnh đang làm lại từ những kinh nghiệm, kiến thức trải nghiệm riêng biệt của bản thân. Vậy nên hãy vững lòng. Một là một Nhâm Tý ắt không thiếu những mơ to mộng lớn hay những dự định phát triển vượt bậc trong cuộc sống của mình, cũng vẫn là một Nhâm Tý ắt không thể thoát khỏi sự mất mát nhiều thứ, thiệt thòi nhiều mảng, thậm chí phá sản trắng tay, ngã rồi lại đứng dậy, mệt rồi lại tự động viên người quay lưng lại, tự bản thân gồng gánh, nhưng rồi mãi vẫn cũng chưa được tự thành. Chung quy lại vẫn là thua nhiều hơn thắng, nếu bản mệnh đang trong hoàn cảnh như thế, vậy thì giản đơn bản mệnh cần nhớ rằng, nếu tầm nhìn kế hoạch lâu dài của bản mệnh là vài tỷ, thì mất mát vài trăm triệu cũng chỉ như một góc của tảng băng mà thôi. Còn nếu tầm nhìn của bản mệnh lớn hơn nữa, thì mất mát vài tỷ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà bản tâm bản mệnh truy cầu. Nếu nhận thức được điều này, bản mệnh sẽ không còn nghĩ quá nhiều về những sự thua ở quá khứ để thật sự hoạch định, tiếp tục tiến bước hướng về tương lai. Người muốn đứng chỗ cao hoặc đạt được những điều không tưởng, ắt phải chịu những áp lực không tưởng, phải đối diện, xử lý những vấn đề mà người bình thường không phải bận tâm, phải dày công, dày sức vượt qua những thử thách mà người bình thường không phải đối mặt. Ở cái thời điểm Nhâm Tý khởi cái tâm mong một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc sự nghiệp tự thành về thân, cũng chính là cái thời điểm họ đẩy cánh cửa vận mệnh ra cho những khó khăn có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời và bản thân họ phải đủ thông thái mà giải quyết mọi sự. Nhâm Tý à, thất bại không phải là sự đối ngược với thành công, mà thực ra nó là một phần không thể tách rời trên con đường kiếm tìm thành tựu. Khi bản mệnh nhìn vào tất cả những người nổi tiếng, vận động viên thể thao, doanh nhân, người truyền cảm hứng, bản mệnh nghĩ rằng họ thành công là vì họ không bao giờ thua cuộc. Nhưng không phải thế, họ thành công là vì họ không để thất bại che mờ đi lý trí hay tầm mắt của họ, tâm họ bất biến, trí họ thêm nhiều, đích đến ước mơ của họ không đổi. Dẫu cho cuộc đời có tìm cách vùi dập muôn nẻo gian truân, cuộc sống dạy chúng ta mỗi người một bài học khác nhau, có người là bài học tiền tài, có người về danh vọng, có người học về bản mệnh đời, có người học về gia đình, người thân, với Nhâm Tý, dù là bài học nào đi chăng nữa, cũng sẽ chung quy lại để bản mệnh nhận thức rằng, tức mọi thứ trong đời Nhâm Tý chỉ có một thân một mình tự làm, tự quyết, tự thắng, tự thua, tự buồn, tự vui, tự động viên, tự đứng dậy, nên đừng chờ ai đó sẽ đến mình. Nhâm Tý tự nhìn vào gương thôi, đấy là người duy nhất sẽ vừa là nạn nhân, vừa là quý nhân trong suốt cuộc hành trình nhân sinh của Nhâm Tý. Tổng quan tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Chuột là loài vật ứng với tuổi Tý, chúng cực kỳ linh hoạt và dễ dàng thích ứng trong mọi môi trường cũng như hoàn cảnh. Sức sống của loài vật này vô cùng mãnh liệt và có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện sống khắc nghiệt nhất. Người tuổi Nhâm Tý cũng có đặc trưng chính là sự trong sáng, lạc quan, thích ứng nhanh và ít tính toán chi li. Vì thế mà lúc nào cũng trông họ có vẻ rất thoải mái và vui vẻ, họ cũng dễ xã giao vì thế mà được nhiều quý nhân tương trợ. Những người này cũng còn có óc quan sát nhạy bén, tầm nhìn xa và trực giác tốt. Những người làm nghề chài lưới hay có câu, đừng đi thuyền nào mà không có chuột. Bởi vì chuột luôn tránh xa những con thuyền gặp nạn, hoặc khi chuột chạy ra khỏi nhà, người ta có thể hiểu được rằng nhà đấy có hỏa hoạn, hoặc có nguy cơ khác.
vậy nên sẽ hợp với những công việc có tính chất sáng tạo, chẳng hạn như nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, thiết kế thời trang, kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng. Tuy nhiên, nếu người tuổi Nhâm Tý chỉ dựa vào nhận thức cá nhân mà không suy nghĩ thấu đáo về các yếu tố thực tế để giải quyết công việc, bạn có thể bị tiền mất, tật mang. Trong hôn nhân, lúc đầu tưởng đối phương tốt thì cưới, nhưng sau khi kết hôn lại cảm thấy không vừa ý. Bởi vậy thì làm bất cứ việc gì cũng nên hỏi ý kiến của người khác, không nên quá cố chấp với quan điểm của mình. Tý là chuột, con vật đứng đầu trong 12 con giáp, tháng của tuổi Nhâm Tý rơi vào tháng 11 âm lịch trong năm. Khi tới tháng này gió rét, mưa phùn, tuyết rơi đã tràn về, nhiều loài động vật bước vào thời kỳ ngủ đông. Trong một ngày, giờ Tý cũng bắt đầu từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng, vừa là thời khắc cuối cùng, cũng là thời điểm khởi đầu cho một ngày mới. Người sinh vào buổi sáng sẽ có khả năng nhận thức nhạy bén và biết tận dụng lợi thế nhất. Họ nắm bắt mọi việc rất nhanh và xử lý theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng người này cũng có một nhược điểm là thiếu kiên trì, chỉ cần gặp khó khăn là sẽ dừng lại. Vì thế mà vận sự nghiệp của người này thường khá bấp bênh, dễ bị thay đổi. Những đại gia triệu phú nổi tiếng ít có người sinh vào năm Tý là vì lý do như vậy. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt và tài ứng biến của mình, con giáp này thường gặp nhiều cơ hội hiếm khi gặp phải thất bại, đau đớn. Người sinh vào giờ Ngọ thì yêu thích mạo hiểm phiêu lưu, nhưng họ vẫn chú ý đến tương lai, luôn chừa cho mình một đường lui để về sau có cuộc sống ổn định. Nam mạng là những người hướng ngoại, hay đi bôn ba khắp nơi, nhưng chỉ cần có ngày nghỉ sẽ chỉ ở nhà. Nữ mạng là người rất yêu gia đình và giỏi quán xuyến, nên lấy được người này thì lúc nào nhà cửa cũng vô cùng ấm cúng. Người sinh vào ban đêm thì tính cách khá cuồng vọng và tự kiêu, chỉ cần họ đứng được ở một vị trí tốt thì sẽ cảm thấy mình cao hơn người khác, cũng bị thái độ không biết người, biết ta này mà sự nghiệp của họ sẽ gặp phải nhiều trắc trở, bởi vậy chúng ta phải luôn chú ý tu tâm dưỡng tính, chuyển tính kiêu ngạo thành khiêm tốn. Bù lại, tuổi này dù là nam hay nữ thì đều có thể chất khỏe mạnh, đông con linh động trong mọi việc, vợ chồng hòa hợp với nhau nên có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Nhâm Tý âm lịch, đây sẽ là một tháng dự báo khó khăn sẽ chưa hoàn toàn lùi xa. Do đó, bản mệnh vẫn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cho dù có những việc bắt đầu khởi sắc thì vẫn phải thận trọng vì vẫn có nhiều rủi ro tiềm tàng. Bạn sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết, hãy lắng nghe nhiều hơn nói để tìm ra được thông tin mình cần. Chú ý đừng để rơi vào cãi cọ với bạn làm ăn vì những chuyện nhỏ nhặt, rắc rối có thể xuất hiện theo cách mà bạn không ngờ tới. Thương quan xuất hiện trong tháng này cho thấy tâm lý của bạn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc, dường như bạn chẳng có tâm trạng cho bất cứ công việc gì cụ thể trong thời gian này. Việc hợp tác làm ăn không có lợi trong tháng cô hồn, đôi khi bạn cần có niềm tin khi làm ăn chung, nếu có hiểu lầm, dừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn sự trợ giúp từ những người xung quanh để giảm nhẹ sự căng thẳng mà bạn đang đối mặt. Thứ bạn cần là một cuộc trò chuyện trí tuệ, hãy tìm ai đó bạn quý mến, đáng tin cậy, thông thái hơn bạn để chút nỗi lòng của mình. Chi tiết cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi sự nghiệp tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 năm 2024 âm lịch cho biết nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn thiếu sự quyết đoán, làm gì cũng rụt rè, sợ sai, luôn có cảm giác không chắc chắn. Nếu có thể bạn nên xin thêm lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm, nhớ học cả từ những thất bại của họ, từ nhập mệnh nên nhiều kế hoạch liên tục bị phá hỏng. Người làm công việc kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại trong tháng này. Tâm trạng nóng này sẽ khiến người tuổi Nhâm Tý trở nên rất khó tiếp cận mọi việc một cách sáng suốt, thường hay có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay do người khác. Đồng nghiệp có thể phản ứng rất tiêu cực với thái độ cáu bẳn của bạn, đẩy bạn tới chỗ nói điều không hay, làm điều không đúng, nên tránh theo đuổi danh lợi, tham vọng kẻo lầm đường lạc lối. Dù bản thân có mong muốn một thay đổi cụ thể khi tháng mới bắt đầu thế, nhưng hãy chắc chắn đó không phải là một quyết định sai lầm tai hại, hãy bắt đầu từng bước nhỏ, bạn sẽ thấy an tâm hơn. Về mặt tài lộc, tình hình tài chính của con giáp tuổi Nhâm Tý không được ổn định trong tháng này. Nếu bạn nhận ra những dấu hiệu không tốt từ sớm,
thì nên có các biện pháp phòng ngừa, tránh bị mất mát, khó khăn sẽ còn kéo dài với tình hình kinh tế hiện tại. Do đó, nếu có tiền thì bản mệnh cũng phải tiêu dùng một cách tiết kiệm, nên có kế hoạch cụ thể nếu không muốn gặp quá nhiều rắc rối. Có nhiều khoản bạn dự trù là sẽ về trong tháng, nhưng thường xuyên bị trì hoãn và bạn cũng chỉ biết chờ đợi chứ không thể tác động trực tiếp. Nói chung, không nên cho vay mượn cũng như nợ tiền ai trong tháng này. Ảnh hưởng của thương quan nên những ai không thận trọng cũng rất dễ bị lừa vì quá tin người. Ngoài ra, bạn cũng nhớ phải bảo vệ đồ đạc của mình cẩn thận kẻo mất mát. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Nhâm Tý âm lịch, nhân duyên của bản mệnh trong tháng khá lý tưởng, càng ngày càng cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ của mình. Vì sự tin yêu đã trở thành nền tảng vững chắc để cả hai cùng nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc chung. Nhờ có tam hợp mà vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi, hanh thông trong tháng này. Thời gian này, bản mệnh cũng không nên ưu tiên công việc quá, vì có những việc càng vùi đầu vào đó, càng có cảm giác bế tắc. Thế nên hãy ở bên gia đình nhiều hơn, hãy để cuối tuần là những phút giây đầy tiếng cười, nhưng đừng quên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần tiếp theo nhé. Về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch này cần quan tâm nhiều hơn vì đang có dấu hiệu sa sút. Nhị hắc bay về phương Đông Nam, khía cạnh sức khỏe của bản mệnh không được như những tháng trước đó. Đặc biệt, bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Nhâm Tý âm lịch cho thấy Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tháng Cô Hồn, khuyên bản mệnh thận trọng khi đi lại. Điềm báo tai họa khá rõ, thế nên phải tránh xa những hoạt động không giúp ích cho việc cải thiện sức khỏe như rượu, bia. Ngoài ra, không nên đi chơi tới đêm muộn vì có rất nhiều rủi ro tiềm tàng, cố gắng về nhà sớm, giảm bớt các hoạt động ăn uống để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Các bài tập vận động, cơ thể cũng tốt không kém việc động não tư duy và đó là hai việc mà bạn thực sự nên làm nếu muốn đầu óc minh mẫn, sáng suốt để làm việc, học hành năng suất. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm năng. Vượng vận của tuổi Nhâm Tý đúng tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý có thể gặt hái được thành công như mong muốn trong khoảng thời gian này, bản mệnh luôn cố gắng và dành nhiều tâm huyết cho công việc của mình. Điều đó được lãnh đạo đánh giá rất cao và sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên, khen thưởng xứng đáng. Tình hình làm ăn kinh doanh càng đến cuối tuần càng phát triển rực rỡ hơn, con giáp này có thể ký kết được hợp đồng với những đối tác lớn, đảm bảo việc làm ăn và nguồn tiền lời lãi từ nay về sau. Đồng thời, các khoản đầu tư trước đó của bạn cũng đem về khoản tiền ổn định. Có điều, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm diễn ra êm đềm, dù bận rộn đến mấy thì bạn và nửa kia vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với nhau. Hai người có nhiều quan điểm trùng khớp trong công việc và trong cuộc sống. Vì thế, ngoài là vợ chồng, hai người còn có thể là tri kỷ của nhau. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Mùi, Tỵ, màu sắc may mắn hồng, xanh lá, con số phát tài 12, 47, 81. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 1 năm tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý có những bước tiến khá chậm chạp trong khoảng thời gian đầu tuần. Dường như bạn không tìm được tiếng nói chung với cấp trên và đồng nghiệp, nên công việc nào cũng vấp phải khó khăn. Đến cuối tuần thì mọi chuyện mới có dấu hiệu cải thiện hơn. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động đáng kể, điều đó cho thấy bạn cần phải xem lại phương thức làm ăn, kinh doanh của mình. Nếu có điều gì chưa thực sự hợp lý, thì cần thay đổi ngay, nếu cứ đi mãi lối mòn bạn sẽ dần tụt lại so với đối thủ. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, cho dù công việc bận rộn, áp lực đến đâu đi nữa. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Dần, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số phát tài 34, 58, 91. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần mới của 12 con giáp thấy rằng tuần này là khoảng thời gian khá trầm lắng đối với người tuổi Tý, đặc biệt là khoảng thời gian đầu tuần. Người theo con đường công danh, sự nghiệp cần hạn chế nảy sinh mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp, như vậy thì sau đó công việc mới tiến triển thuận lợi hơn. Phương diện tài chính cũng chưa có bước tiến triển nào đáng kể, ngoại trừ người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền thù lao vào đầu tuần.
Vì thế thời điểm này bản mệnh cần hạn chế đầu tư, kinh doanh, mua sắm tốn kém kẻo dễ thất thoát tiền bạc. Trong gia đình các cặp đôi vẫn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có người còn rơi vào cảnh vợ chồng bằng mặt, nhưng không bằng lòng, những làn sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra những đổ vỡ trong các mối quan hệ. Quý nhân, Thìn, Tý, tiểu nhân, Sửu, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 42, 57, 85. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 7 âm lịch. Tuần này không phải là khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý. Vì thế, bạn cần tập trung vào công việc của mình, không được lơ là trong cả những công việc quen thuộc nhất để tránh sai sót có thể xảy ra. Phương diện tài chính có nhiều khởi sắc vào đầu tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó thì nhiều rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bản mệnh cần cẩn trọng trong việc hợp tác với mọi người xung quanh, chớ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với người có chức, có quyền. Với những gia đình con giáp này tỏ vẻ khá thờ ơ với nửa kia, thậm chí dù bị hiểu nhầm, bạn cũng không nghĩ tới việc giải thích, thái độ của bạn có thể sẽ khiến khoảng cách đôi bên càng ngày càng xa. Hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn nếu muốn đối phương hiểu mình. Quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số phát tài, 57, 81, 93. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này. Hãy cùng đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Tháng 1 âm lịch. Tháng riêng là tiết Tân Xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong những ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đầy đủ. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí phận, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi Nhâm Tý sinh vào tháng này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ, sông suối gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này dễ làm nên đại nghiệp. Tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ. Vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều, người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hỷ sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng Cá Chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng Chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài tấn lộc. Tượng Khỉ phong thủy.
Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bì kịp. Ngoài ra, thì còn được coi là con vật may mắn, từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một chức vị quyền quý. Bởi vậy, trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số 1 theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Mèo thần tài giúp gia chủ đạt được ước vọng. Mèo thần tài là biểu trưng cho tài lộc và may mắn, mang lại phúc lộc cho gia chủ. Trong phòng khách nhà mình, bạn có thể bày một chú mèo thần tài, chẳng những có thể khiến cho vận khí tốt lên, mà còn có thể giúp cho những điều mình mong muốn đều trở thành hiện thực. Bày cây cảnh chiêu tài ở phòng khách. Cây cảnh chiêu tài được rất nhiều người ưa chuộng bởi tác dụng của nó không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí mà còn mang lại tài lộc, sung túc cho gia chủ. Cây chiêu tài có rất nhiều loại, thường thấy nhất là cây kim tiền, cây vạn niên, thanh cây phú quý. Chọn được chậu cây cảnh ưng ý, bạn còn phải xem đặt ở đâu cho đúng vị trí phong thủy. Thường thì những cây cảnh chiêu tài này thích hợp đặt ở phòng khách, trong nhà hoặc trong văn phòng. Ở tài vị sẽ phát huy được công dụng của vật phẩm phong thủy này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cây cảnh phong thủy chiêu tài mà không chú ý đến vị trí bày trong nhà thì chẳng những không khiến tài lộc nhiều thêm, mà còn có thể phản tác dụng gây ra những trường khí xung đột, khiến cho vận trình gia chủ ngày càng sa sút, thậm chí lâm họa, phá sản, tiền bạc tiêu vong. Ngoài ra, khi đặt cây cảnh trong nhà bạn nên chú ý đến chủng loại của cây, bởi một số loại cây chỉ thích hợp trồng ngoài trời, bởi đặt trong nhà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ví dụ như cây phất dụ. Bể cá cảnh có thể thu hút tài khí về cho gia chủ, nuôi cá chẳng những là một thú vui tao nhã, mà còn giúp cho gia chủ có thêm nhiều tài khí, tiền bạc ngày một dư dôi. Bể cá cũng là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài được nhiều người ưa chuộng. Nếu bày bể cá cảnh với kích thước phù hợp ở trong nhà theo phong thủy, có thể giúp cho gia chủ tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bất cứ một vật phẩm phong thủy nào cũng có những điều cần chú ý. Với bể cá phong thủy, bạn cần cân nhắc kỹ về vị trí đặt bể, kích thước của bể cũng như số lượng cá nuôi trong bể. Tất cả những điều đó đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc. Nếu bạn không đủ khả năng để tự tìm hiểu, thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu kiến thức phong thủy hoặc những bậc thầy phong thủy để tránh mắc phải những lỗi đại kỵ, gây họa cho cả gia đình. Một lời nhắc nữa với bạn là vật phẩm phong thủy đã có tác dụng thì cũng có những điều cần phải lưu ý, kẻo mang họa vào thân. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn vật phẩm phong thủy bày trong nhà mình, xem xét vị trí trưng bày và tuân thủ những điều cần chú ý, tránh mắc phải những lỗi đại kỵ phong thủy quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.